mừng các bạn đã đến với kênh Gấp Bếp Nhỏ. Hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bắp rang bơ ngay tại nhà. Bắp rang bơ là một món ăn vặt đã khá là phổ biến và quen thuộc đối với chúng ta rồi. Mỗi khi đi xem phim, đi chơi thì chúng ta thường hay mua bắp rang bơ để ăn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn hai cách làm bắp rang bơ rất là đơn giản ngay tại nhà để các bạn có thể làm ăn bất cứ khi nào thích nhé. Để làm được món bắp rang bơ này, mình đã chuẩn bị sẵn ở đây 200g ngô hạt sấy khô. Các bạn sử dụng ngô hạt sấy khô nhé. Mình mua một gói này là 500g, chỉ có giá 17.000 thôi. Ngô bắp bình thường của mình thì chưa được qua xử lý, mình sẽ không sử dụng để làm bắp rang bơ được các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ sử dụng 200g ngô này, 200g đường, 10g bột trà xanh và một hộp bơ thực vật 80g. Các bạn có thể làm các vị tùy thích như bột trà xanh hay là cacao, tùy theo sở thích của các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm. Mình đã đổ ra bát 200g ngô sấy. Ngô sấy này thì có nguồn gốc từ Mỹ các bạn nhé. Với cách đầu tiên thì mình sẽ cho vào trong nồi khoảng 20g bơ và đun cho đến khi bơ tan chảy hoàn toàn ra. Bơ tan chảy rất là nhanh quá. Sau khi bơ đã tan chảy hoàn toàn thì mình sẽ cho 100g ngô vào trong nồi và đảo đều. Các bạn cứ đảo đều tay cho đến khi mà có hạt ngô nổ thì mình sẽ đậy nắp hung lại nhé. Bạn nào không có bơ thì có thể sử dụng dầu ăn thay thế nhé. Nhưng mà khi mình rang bằng dầu ăn ấy thì nó sẽ không được thơm bằng bơ đâu. Trong lúc đun thế này các bạn để lửa vừa nhé. Bạn nào mà không quen thì nên để nhỏ lửa thôi. Đã có những hạt ngô đầu tiên nở rồi các bạn. Các bạn để nhỏ lửa nhé. Và cứ khoảng 20 giây thì mình nắp nồi một lần. Nên sử dụng những chiếc nồi có nắp đậy nhé. Cứ để cho nồi bắp rang bơ của mình nổ đến khi nào hết không thấy hạt nào nổ nữa thì mình sẽ tắt bếp nhé. Cùng đầy một nồi rồi các bạn ạ.
không còn hạt ngô nào nổi nữa rồi các bạn. Mình sẽ tắt bếp và mình đã có một nồi bắp rang bơ thơm lừng rồi các bạn ạ, đầy ắp. Bây giờ mình sẽ cho đường vào trong một cái chảo và cho vào cùng đường khoảng 50ml nước. Mình sẽ đun cho đường tan chảy ra. Lượng đường thì các bạn có thể thay đổi phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nhé. Các bạn đun cho đến khi nước đường sệt lại, nên nước đường nổi bóng nhiều như thế này là đường nhé. Mình sẽ cho phần bắp rang bơ mình vừa mới rang xong hết vào đây. Sau đấy mình sẽ đảo đều lên. Các bạn đảo đều lên để cho tất cả bắp rang bơ đều được ngấm đường nhé. Và mình đã có một chảo bắp rang bơ rất là ngon rồi các bạn. Mình ăn thử nhé. Wow, giòn tan các bạn ạ. Thơm vị bơ và hơi ngọt ngọt của đường. Không thể kìm lòng được phải ăn luôn. Wow, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cho phần bắp rang bơ này ra một cái tô nhé. Nếu các bạn muốn có hương vị trà xanh hay cacao thì lúc này các bạn rắc bột trà xanh và cacao vào nhé. Cách thứ hai mình chia sẻ với các bạn cũng gần như là tương tự với cách một. Mình cũng sẽ cho bơ vào đun tan chảy. Lần này mình sẽ chỉ sử dụng 50g ngô thôi các bạn nhé. Mình làm vừa ăn thôi. Rồi bơ tan chảy hết rồi mình sẽ cho ngô vào và cũng tiếp tục đảo. Bắt đầu đã có hạt ngô nổ rồi. Mình sẽ để nhỏ lửa xuống và đậy nắp vung lại. Phần ngô đã nổ hết rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp. Sau đấy mình sẽ cho đường vào và trộn đều. Các bạn bật bếp lên và để nhỏ lửa để cho đường tan. Vừa đun thì các bạn vừa đảo đều để cho phần bắp rang bơ của mình được ngấm hết phần đường nhé. Bây giờ mình sẽ cho phần bột trà xanh mình đã chuẩn bị sẵn vào cùng. Mình sẽ rây qua một cái rây như thế này. Các bạn có thể cho bắp rang bơ vào một cái hộp, sau đấy các bạn lắc đều lên cũng được. Hoặc là mình để nguyên trong nồi như thế này để mình đảo đều lên cũng được nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đảo đều lên. Rồi sau khi đã trộn đều xong thì mình sẽ cho bắp rang bơ ra đĩa và cùng thưởng thức nhé. Và đây là thành quả của mình. Mình đã có một đĩa bắp rang bơ và bắp rang bơ vị trà xanh rất là hấp dẫn rồi. Bắp rang bơ đang còn nóng hổi và rất là giòn. Các bạn hãy thưởng thức ngay nhé.
Còn chần chờ gì nữa mà các bạn không tự tay làm những đĩa bắp rang bơ nóng hổi thơm ngon này để thưởng thức ngay tại nhà. Chúc các bạn thành công và ngon miệng với cách làm món bắp rang bơ này nhé. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của kênh.